nếu mà tụi em bị kiện, mà cái người nào mà phản tố, tụi em kiện muốn phản tố đúng không, người nào kiện thì người đó đóng án phí, em phản tố chị ba luật sư cho tụi em phản tố lại. Đi máy đỉnh tuyệt vời, câu chối. Dạ mình chào đại đình, hiện tại là chị Hồng Loan cũng vừa gì đó nè cả nhà. Rất là nhiều người đang chờ đón chị Loan và chị đi xuống xe đó. Hiện tại Thảo Nhân cùng rất là nhiều anh em đang có mặt tại đây để quay cập nhật, chia sẻ thông tin cho cả nhà mình xem á. Rất mong cả nhà yêu mến đăng ký và ủng hộ kênh Thảo Nhân nha cả nhà. Như là đón giống như là ngồi thức đón giao thừa vậy ha. Giao thừa về, giao thừa về tới rồi. Bữa đồ tiễn thì khóc mình thấy thương không có. Anh Sang thì mấy ngày tóc bạc hết cả nhà. Hai Sang tóc bạc hết hả? Tụi em yên tâm, nếu mà tụi em bị kiện, mà cái người nào mà phản tố, tụi em kiện muốn phản tố đúng không, người nào kiện thì người đó đóng án phí, em phản tố chị ba luật sư cho tụi em phản tố lại. Đi máy đỉnh tuyệt vời, câu chối. Cái vali nào của chị Nhi nhỉ? Cứ đem vô hết đi, vali hồng. Hình như còn cái vali hồng. Đi cả nửa tháng nay lạ rồi. Nửa tháng là lạ rồi. Đúng rồi, bé mà. Đã để ngoài nhà em cái gì để chúng em về nè. Em về nhà em. À, em về nhà người ta giống như em về nhà người ta là em làm gì có nhà về đúng không? Khổ lắm. Anh còn cái tay không vậy? Tay anh hết tay rồi. Chị kiểm tra đủ rồi chị. Khu nhà cư đây nè, làm việc ta lên về biết sao để ở đây. Khu nhà cư và đầu về nhà. Nhà đâu mà về. Nhà đâu mà về. Đâu đi chị coi. Nhà đâu giờ mà chờ mấy chờ mấy cái nhà có chứ nhà nhà tao vô gia cư mà nhà đâu mày cho tao nhìn nhà tao mày. Tao còn nào nữa đâu. Đó nè lỡ rồi, có lỡ luôn. Ăn cơm xe. Rồi rồi. Hai vợ chồng cũng nóng nè. Ê, này, dây, ở đâu dây, dây. Ở đâu lẻ loi một mình vậy bé? Dạ, dạ, dạ. Quá, để anh lấy xuống đó. Để anh em bảo quá cái chân luôn. Chân nó lỏi ra đó. Dạ. Anh ơi, phải ngủ đầu nha. Mấy đứa đi ngủ đầu. Lấy đồ của anh sang. Lúc kia kìa. Anh mừng quá trời luôn kìa. Lúc kia được cắt tóc luôn anh. Có mong mua cá sạch rồi kìa. Sang mua cá sạch rồi. Mua được cá sạch rồi. Là rinh vô hoa là cũng mệt rồi đó bà con. Chị Hồng Loan đang đem đồ vô. Chơi. Rồi. Sẽ lưu ra ngoài cả nhà để cho sự yên tư cho gia đình nhé. Nói chung được rồi. Nói chung như vậy là vui rồi. Mình sẽ lưu ra ngoài để cho riêng tư một tí. Hiện tại giờ chị Hồng Loan đã về tới nhà rồi đó nha. Về tới số 5 Đoàn Thị Điểm. Thì hiện tại chị đang đốt nhang bên trong cả nhà. Thì được rất là nhiều anh em ở bên trong ghi hình lại, cũng như là cho cả nhà mình ở xa được thấy. Thảo Nhân thì lùng quá, không chen nổi. Ở bên ngoài quay cho cả nhà mình xem thôi. Trời ơi sao buồn vậy. Hồi nãy em có nghe cũng dắn cảnh xíu nghe, hồi nãy em có nghe chị Ni nói là anh em mà phản tố gì Ngọc Loan đó, nếu mà bị bên kia nó phản bị ngược lại đó mà bị khiếu kiện đó thì chị Ni sẽ đứng ra lo pháp lý cho anh em đó, thấy vui không anh? Cái đầu tiên chị Cảnh sẽ trả lời về cái vấn đề đó ha. Ngay từ đầu chị Cảnh đã nói rồi là trong cái cuộc chiến này thì mình dám chơi là dám chịu, nói chung là mình sẽ không có trách móc bất kỳ một cái gì cả nếu như bản thân mình bị. Tuy nhiên thì chị Ni á đã nói rất là lâu rồi là ví dụ như mà tụi em có bị gì á thì chị sẽ cố gắng giúp tụi em trong khả năng có thể chứ không có bỏ đâu mọi người. Nói chung chị Ni mặc dù cũng rất là ít khi để mà chị Ni lên tiếng nói là sẽ
bảo vệ mình này nọ, nhưng mà mọi người cũng biết là chị Ly là một người rất là có tình cảm với mọi người. Ngoài ra thì phía sau chị Cảnh thì cũng còn có một cái công ty lực nữa, chứ không phải là đơn thân độc mã, cho nên chị Cảnh không có sợ gì hết á mọi người. Với lại tất cả những gì mà chị Cảnh lên tiếng á, thì nó nằm trong nó không có vượt qua cái sự mình kiểm soát. Ví dụ như mình cũng không có đăng hình ảnh của người ta, mình cũng không có tiết lộ đời tư cá nhân của người ta, mình chỉ lên mình phản biện lại những cái gì mà người ta nói không đúng thôi, đúng không? Thì mình có cái quyền đó mà, đúng không mọi người? Cho nên chị Cảnh không có bị một cái gì cả nha. Cho nên chị Cảnh cảm ơn cô chú, cảm ơn chị. Thì trường hợp ngày nay là bị ồn ào trên mạng ngày nay đó, anh có tâm lên lý, anh có lo lắng sợ thật gì không? Đầu tiên á, khi mà chị Cảnh bị cái drama xảy ra thì lúc đầu chị Cảnh bị người ta coi như là bịa đặt vu khống á, thì mình bị khán giả hiểu lầm. Thì lúc đó mình bị sốc á mọi người, mình cảm thấy buồn á, giống như kiểu mình không có có như vậy mà người ta nói chị Cảnh là kết nối ba que ba sọc rồi đó. Thì cái đó là một cái điều nó rất là nặng luôn á mọi người. Tại vì chị Cảnh là một cái người rất là yêu quê hương đất nước mà không có một cái hành vi gì mà gọi là chống đối hết, mà người ta nói chị Cảnh là kết nối ba que ba sọc, cho nên chị Cảnh bị kiểu mà bị quan á, cho nên mình bị sốc. Nhưng mà bây giờ thì chị Cảnh đã bình thường trở lại rồi mọi người, tại vì mình biết là người ta cố tình như vậy á. Và chị Cảnh lên tiếng, chị Cảnh giải thích cho mọi người hiểu rõ là mình không có như vậy, mình không phải là người như vậy á, rồi bây giờ là bình thường rồi nha. Anh có kêu gọi để mọi người ủng hộ cho chị Cảnh TV không? Anh kêu gọi gì lần nào không? Kêu gọi mọi người ủng hộ cho anh á. Mọi người ơi, mọi người hiện tại thì kênh Chí Cảnh TV á, đã bị ăn chạy bản quyền á mọi người, cho nên cũng có thể sẽ bị bay kênh á, cho nên là mọi người nếu được thì vào kênh Chỉnh Chí Cảnh á, kênh phụ á, để mà đăng ký cho em á. Nếu như mà em có bị bay kênh chính thì em cũng có kênh phụ để mà gặp mọi người á. Và cuối cùng thì cảm ơn những anh em YouTuber đã quay Chí Cảnh nha, cảm ơn những khán giả của anh Thảo Nhân Vlog nè, anh Chồng Sự Kiện đúng không, và anh Phúc Khang. Anh là kênh gì? Nam TV 360. Dạ, thì cảm ơn khán giả của những anh chị nha. Nếu như được thì vào ủng hộ Chí Cảnh nha mọi người. Dạ, rồi cảm ơn Chí Cảnh rất nhiều nha. Chỉnh Chí Cảnh. Rồi cảm ơn Chí Cảnh rất nhiều nha. Chỉnh Chí Cảnh. Kênh bị tai ủ, em mất cái kênh nó ủ thôi. Hiện tại thì em cũng đang nhờ bên dịch vụ để gỡ gậy á, thì cũng đang trong quá trình chờ. Bữa nào giờ tại mất cái kênh nó ủ. Dạ, dạ, tâm quyết của mình. Dạ. Bởi vì thám cử cùng nó lùng đập gậy đúng không? Dạ. Nói chung là mình bị đập gậy nhưng mà mình bị quan á mọi người. Có nghĩa là cái anh đó ảnh lấy cái hình của em, sau đó ảnh bỏ vô một cái video cũ của ảnh, cái ảnh qua mặt thông toán của YouTube á, có nghĩa là một cái hành vi chi gian lận á. Cái xong mà để cho YouTube hiểu là cái hình đó là hình ảnh đăng trước em, nhưng mà thật sự là ảnh lấy của em và ảnh đăng vô một cái video cũ. Nhưng mà em đã kháng lại được rồi. Cảm ơn chị Cảnh rất là nhiều. Cảm ơn Chị Cảnh. Cảm ơn anh.